Các bạn thân mến, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một video của một vlogger Trung Quốc với tiêu đề "Vì sao siêu thị Việt Nam không có tủ lạnh Trung Quốc? Đồ gia dụng của nước ta có thị trường tại quốc tế hay không?" Trong video này, vlogger Trung Quốc đã đi vào một siêu thị điện máy và ghi hình tất cả các thương hiệu tủ lạnh trong siêu thị và nhận ra không có thương hiệu nào đến từ Trung Quốc, chủ yếu là các hãng đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc như Panasonic, Sharp, Samsung. Trong đó có một chiếc tủ lạnh Aqua. Tuy nhiên, vlogger Trung Quốc này không biết Aqua là thương hiệu của tập đoàn sản xuất đồ điện lạnh nổi tiếng của Sayo của Nhật Bản. Năm 2012, thương hiệu Aqua được tập đoàn Haier Group Corporation của Trung Quốc mua lại. Ngoài Aqua thì thương hiệu Toshiba tháng 6 năm 2016, Media Group của Trung Quốc đã mua 80% cổ phần Toshiba Lifestyle Products and Service Corporation, mảng sản xuất đồ điện tử gia dụng, với giá 473 triệu USD. Media được quyền sử dụng thương hiệu Toshiba cho các thiết bị này trên toàn cầu trong vòng 40 năm. Tuy nhiên, vẫn có thể khẳng định đồ điện máy tại Việt Nam vẫn là các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc đang chiếm lĩnh thị trường. Một số thương hiệu được Trung Quốc mua lại nhưng vẫn phải quảng cáo đó là thương hiệu Nhật hoặc Anh Quốc để dễ bán hàng như Aqua, Toshiba phía trên, hoặc xe ô tô thương hiệu MG của Anh đã bán cho SAIC, công ty công nghiệp ô tô Thượng Hải, nhưng vẫn được marketing là thương hiệu ô tô đến từ Anh Quốc để dễ bán hàng. Vậy netizen Trung Quốc đã bình luận những gì bên dưới video này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Chất lượng đồ điện tử sản xuất tại Nhật Bản tương đối tốt nên người dân ưa chuộng đồ điện tử Nhật Bản, giống như ở trong nước chúng ta thích xe ô tô Nhật Bản vậy. Bạn không cần lúc nào cũng nói chúng ta, bạn chỉ có thể đại diện cho chính mình. Anh ấy nói là sự thật, anh trai tôi sản xuất xe đạp trong nhà máy, nếu bán cho người nước ngoài thì phải kiểm tra chất lượng nhiều lần, còn nếu bán cho người Trung Quốc thì chỉ cần kiểm tra một lần, miễn là vấn đề không lớn. Đây cũng chính là lý do nhiều người thích mua xe Nhật cho dù số tiền như nhau. Bạn vẫn chưa ngóc đầu lên được, đồ gia dụng Trung Quốc mà là thứ hai thì không ai dám khẳng định là thứ nhất. Không hiểu tự tin của bạn đến từ đâu, các hãng điện máy Trung Quốc phải mua thương hiệu Toshiba, Sharp của Nhật để lừa người Malaysia mua đồ điện Trung Quốc. Mẹ tôi mua một chiếc máy giặt mua thương hiệu Toshiba, nhưng cửa hàng lại nói dối rằng đó là hàng Nhật. Chất lượng Trung Quốc không tốt đã phá hủy thị trường Việt Nam trong thời đại xe máy, Việt Nam không phải là châu Phi. Tủ lạnh bán chạy số 1 Việt Nam là thương hiệu Haier của Trung Quốc. Chỉ là Haier sử dụng thương hiệu con Aqua ở Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc không biết Aqua là thương hiệu được Haier thường xuyên sử dụng ở thị trường nước ngoài. Aqua luôn đứng đầu về thị phần tại Việt Nam. Tôi mua một chiếc tủ lạnh Haier với giá 2.200 nhân dân tệ vào năm 2014, nhưng năm nay nó bị hỏng. Haier kiểm tra tận nhà sau bán hàng, tốn 45 nhân dân tệ. Người ta nói rằng chất làm lạnh đã hết và cần phải bổ sung chất làm lạnh, tốn 550 nhân dân tệ. Tôi đã từ bỏ và quyết định không mua Haier. Công ty chúng tôi từng xuất khẩu xe tải về Việt Nam. Về gia công và nguyên liệu những chiếc xe đó, chúng tôi lúc đó đều cười nhạo. Lãnh đạo nói Việt Nam nghèo nên mua những chiếc xe tải như thế này. Tôi đoán xe chạy được vài ngày sẽ tan tác. Chất lượng tủ lạnh ở Trung Quốc quá kém, không giống như trước đây. Bên trong tủ lạnh hiện nay có ống sắt hoặc ống nhôm. Thậm chí người Trung Quốc còn phàn nàn về chất lượng, nước ngoài có dám mua không? Chất lượng của Nhật Bản, Hàn Quốc tốt. Nếu ở Trung Quốc, Samsung và các thương hiệu Nhật Bản có giá tương đương với Trung Quốc, ai mua hàng nội địa, haha. Trung Quốc sản xuất và bán 60% tủ lạnh trên thế giới. Có những lý do lịch sử khiến Việt Nam không nhập khẩu sản phẩm từ Trung Quốc. Việt Nam luôn thù địch với Trung Quốc. Nếu có thể thì sẽ không nhập khẩu từ Trung Quốc. Vì vậy, việc chúng ta phải làm là ăn miếng trả miếng, hãy để hoa quả và nông sản khác của họ thối rữa. Việt Nam cũng tẩy chay hàng của Trung Quốc, giống như chúng ta tẩy chay nông sản của Việt Nam. Việt Nam trong vấn đề này đã làm rất tốt. Vì vậy, nhiều thương hiệu Trung Quốc do chính người Trung Quốc duy trì. Làn sóng giáo dục yêu nước sẽ khiến họ trở nên giàu có. Quan trọng nhất là giá cả cạnh tranh. Những năm đầu, chất lượng xe máy sản xuất trong nước gây thiệt hại lớn cho người Việt, buộc họ phải rút lui khỏi thị trường Việt Nam. Điều này dẫn đến sự phân biệt đối xử đối với các thiết bị gia dụng của chúng ta. Từ đây có thể thấy Việt Nam mưu mô như thế nào. Nó chỉ không muốn thấy Trung Quốc trở nên mạnh hơn mà thôi. Đồ gia dụng, xe máy Trung Quốc hiếm thấy ở thị trường Việt Nam. Điều này minh chứng cho vấn đề. Tại sao chúng ta vẫn nhập khẩu trái cây, hải sản Việt Nam? Hãy thông minh lên người Trung Quốc! Trung Quốc có thể sánh ngang với Nhật Bản, Hàn Quốc trên thị trường thế giới không?
Thang máy ở tiểu khu của chúng tôi bị hỏng 4 lần một tuần. Người Việt Nam rất sợ xe máy tứ xuyên. Khi hiệp định đình chiến bắt đầu vào những năm 1990, hàng Trung Quốc rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Thị trường xe máy Việt Nam rất lớn, nên xe máy tứ xuyên giá rẻ của Tứ Xuyên đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Xe máy Nhật bị đánh bại nhưng do chất lượng kém nên đủ loại vấn đề kỳ lạ xuất hiện trong vòng 2 năm. Cuối cùng, thị trường lại bị xe máy Nhật Bản giành lại. Xe máy rốt cuộc là tài sản lớn nên người Việt sợ hãi. Điều này đã để lại tiếng xấu về chất lượng hàng Trung Quốc kém trong lòng người Việt. Cho nên đến nay, khi nhắc đến hàng cao cấp, giá trị cao, người Việt chỉ tin dùng hàng Nhật, tiếp theo là hàng châu Âu và Mỹ. Họ không còn cách nào khác mới chọn hàng Trung Quốc. Sử dụng hàng Trung Quốc là bất hợp pháp ở Việt Nam. Đó là một điều rất đáng xấu hổ. Các thương hiệu Tứ Xuyên và các loại xe máy linh tinh phải chịu trách nhiệm này. Hàng Nhật là lựa chọn đầu tiên, tiếp theo là hàng châu Âu và hàng Mỹ. Hàng Trung Quốc là kém danh tiếng nhất. Tôi không khoe khoang về Việt Nam. Tôi chỉ là hiểu rõ về Việt Nam. Tôi cũng không có hảo cảm gì với Việt Nam cả. Đồ gia dụng Trung Quốc khó thâm nhập thị trường thế giới vì quan niệm sản xuất khác nhau. Trên thị trường toàn cầu, lấy tủ lạnh làm ví dụ, các mẫu mã của Nhật Bản và Hàn Quốc có đặc điểm kiểu dáng mới lạ và sản xuất tinh tế, trong khi các mẫu mã của châu Âu có đặc điểm là có tính thương hiệu để phù hợp với thời đại. Mặt khác, hàng nội địa không có tính mới lạ, cầu kỳ như hàng Nhật, hàng Hàn, độ bền cũng không bằng hàng châu Âu. Chỉ có điều sản phẩm tuy ở mức trung bình nhưng giá thành rẻ, thường có những sai sót thứ yếu. Có vấn đề nhưng dịch vụ hậu mãi nhanh, giá linh kiện thay thế vượt quá thời gian bảo hành, không cao. Nhưng điều duy nhất đi ngược lại với thị trường nước ngoài là chi phí nhân công ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Âu và Hoa Kỳ cao bất ngờ, nên hàng ngoại cố gắng hết sức để né dịch vụ hậu mãi. Việt Nam sợ bị Trung Quốc kiểm soát, trực tiếp loại trừ sản phẩm Made in China. Nói một cách dễ hiểu, một số quốc gia ở Đông Nam Á đều là sản phẩm của Nhật Bản. Tôi chưa bao giờ thấy tủ lạnh Mitsubishi, nhưng tôi thực sự đã thấy chúng ở Thái Lan, thậm chí còn nhiều hơn cả Panasonic và Toshiba. Thiết bị nghe nhìn, gia dụng, về cơ bản là Pioneer, Sony, Sharp. Xe máy là Honda, Suzuki, xe Toyota chạy trên đường phố nhiều khủng khiếp. Trong số hàng trăm xe Nissan trên đường phố sẽ có một chiếc là Ford. Đó là trường hợp ở Malaysia và Việt Nam. Họ cố tình làm điều này vì sợ người Trung Quốc ở địa phương sẽ dần trở nên ngang ngược khi họ thấy Trung Quốc ngày càng mạnh hơn. Doanh nhân Việt Nam ham rẻ, thích mua hàng chợ Trung Quốc. Người dân mua về nhà thì nói chất lượng hàng Trung Quốc kém. Đi siêu thị Mỹ thì thấy nhiều đồ gia dụng sản xuất tại Trung Quốc. Người Mỹ đặc biệt thích chúng, không ai nói rằng chất lượng kém. Sự thật là họ sẽ không mua hàng từ các quầy hàng trên đường phố Trung Quốc. Người giàu Trung Quốc không mua các thiết bị điện sản xuất trong nước. Bạn có thể suy nghĩ và hiểu điều này có nghĩa là gì. Việt Nam không dùng hàng Trung Quốc, không chỉ tủ lạnh. Về cơ bản ở Việt Nam không có hàng Trung Quốc. Chất lượng quá tệ, người ta không muốn. Chứng tỏ Việt Nam không đủ tiền mua thiết bị điện nhập khẩu. Ngoài Haier, thực sự không có thương hiệu quốc tế nào. Hàng trong nước chỉ lừa dối người Trung Quốc. Hàng nước ngoài ít hơn, giá thấp hơn hàng trong nước, trong khi chất lượng lại tốt hơn hàng trong nước. Tiêu thụ tủ lạnh gia dụng tại Việt Nam còn hạn chế, chưa có thị trường tiêu dụng tủ lạnh. Chỉ khi ra nước ngoài đến Đông Nam Á, tôi mới nhận ra rằng ô tô, xe máy, máy móc, máy ảnh đều là hàng Nhật Bản, còn hàng Trung Quốc phần lớn là quần áo và các mặt hàng tương tự, giá vẫn rẻ. Khi hàng Trung Quốc vào Đông Nam Á sẽ tốt hơn và bán được giá cao hơn nếu toàn bộ ký tự tiếng Trung trên bao bì được thay thế bằng ký tự tiếng Nhật và tiếng Hàn. Các sản phẩm của Trung Quốc từ lâu đã bị mang tiếng xấu bởi một nhóm người mong muốn thành công nhanh chóng. Chỉ có quần áo và tất vẫn còn thị trường, và thiết bị điện, ô tô chỉ có thị trường ở châu Phi. Một sự thật không thể chối cãi là tủ lạnh nội địa không tốt bằng tủ lạnh Panasonic. Tủ lạnh điều hòa đều tốt hơn tủ lạnh nội địa sản xuất. Kể từ năm 2010, 99% thiết bị điện tôi sử dụng ở nhà đều được sản xuất tại Trung Quốc, chất lượng rất tốt trong 10 năm qua. Trung Quốc đã vượt qua các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị gia dụng và hiện nay, năng lực đổi mới công nghệ của nước ta đã được cải thiện đáng kể, cũng rất mạnh mẽ rồi. Tôi từng đến Sài Gòn một lần, đường phố tràn ngập xe Nhật, xe Hàn, hầu như không có xe Trung Quốc. Nói về xuất khẩu hàng hóa với người Việt, họ yêu cầu rất cao về chi tiết sản phẩm, về cơ bản là giống như châu Âu và Hoa Kỳ. Nói cách khác, họ đã quen sử dụng các sản phẩm châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Họ không quan tâm đến các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc.
Có thể miền Bắc Việt Nam nghèo hơn, nhưng ở miền Nam, Sài Gòn có rất nhiều yêu cầu cao về chi tiết sản phẩm. Ở Trung Quốc vẫn còn thị trường đồ gia dụng nhỏ. Các gia đình có thu nhập thấp sẽ mua đồ gia dụng nhỏ của Trung Quốc nếu họ không quan tâm đến chất lượng. Không có thị trường cho tủ lạnh và nhìn chung sẽ không ai mua chúng. Chúng sẽ chỉ được sử dụng bởi những gia đình có thu nhập thấp, chất lượng thấp. Không có thương hiệu Trung Quốc, nhưng nhiều sản phẩm của Samsung, Philips, LG và Electrolux ở đó được sản xuất tại Trung Quốc và vận chuyển đến đó. Trong số những chiếc xe ô tô lưu thông trên đường ở thành phố của chúng tôi, cứ 10 chiếc thì có 7 chiếc là xe Honda và Toyota. Họ có thích chúng không? Việt Nam không dùng hàng Trung Quốc. Tôi làm ổ khóa thông minh Bot. Khi xuất về Việt Nam, bao bì bên ngoài sẽ là tiếng Anh, không có chữ Trung Quốc. Trên đây là một vài bình luận của người Trung Quốc. Rất nhiều người sau khi xem video này đã phẫn nộ và đòi cấm nhập khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc. Một số khác thì tự tin cho rằng các thương hiệu Nhật Bản hay Hàn Quốc đều gia công ở Trung Quốc. Nhưng khi thấy các nhà máy OEM này mà chuyển sang Việt Nam cái là đổi giọng ngay, khinh gia công, lắp ráp cấp thấp, kiếm vài đồng tiền lẻ ngay, đúng là tiêu chuẩn kép. Một số người khác thì cho rằng hàng nội địa Trung Quốc phải có cạnh tranh về giá thì mới có người mua, đồng nghĩa chất lượng sẽ kém hơn và phù hợp với túi tiền của người dân bình thường. Người có tiền thực sự sẽ không mua hàng nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên hiện nay phải công nhận một điều rằng đồ gia dụng chính hãng của Trung Quốc rất tốt, giá thành rẻ, mẫu mã đẹp, chất lượng có thể hên xui vì hiện nay không biết thật giả như thế nào. Nhiều gian thương Việt Nam và gian thương Trung Quốc vì ham lợi nhuận cao mà mua hàng fake Trung Quốc và dán nhãn Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để bán cho người Việt những loại hàng thứ cấp. Các bạn thấy nội dung của video này như thế nào? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo!